Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Vũ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý hàng cái sản phẩm, đó là cái bình dầu thủy lực 230 lít lắp trên các dòng xe móc ben. Thì đây là cái hàng rất là dày nhé, hàng được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện. Có sẵn cái giá ở phía dưới rồi, vậy chỉ cần lắp đặt lên thôi. Đó. Hiện tại hàng đang có sẵn tại kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tại Long Biên Hà Nội. Đây thì em đang quay video là tại cơ sở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hàng đang chuẩn bị được xuất đi cho khách. Bên em cung cấp đầy đủ các hệ thống thủy lực cho tháp ben. Tháp ben cho xe móc ben, xe 3 chân 4 chân. Đầy đủ hệ thống thủy lực như T-ben này, van hạn chế hành trình, van chia dầu đỏ, van chia dầu đen, hay là các loại thùng dầu thủy lực em đều có sẵn. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0962 820 686, hoặc là truy cập vào website xe ô tô tải chuyên dụng.vn để cập nhật những sản phẩm mới nhất. Quý khách hàng thấy hay thì cứ cho em xin một lượt like cũng như là đăng ký kênh để xem nhiều video quay phụ tùng của công ty em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.